Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Từ ngày 3 tháng 9 trở đi, kênh Sheldon Action sẽ không liên quan và dính dáng gì tới trang web mua bán nick shop gà rán nữa. Mặc dù việc bên mình sẽ không chịu trách nhiệm kể từ ngày 3 tháng 9 trở đi. Xin cảm ơn. Trong những tổ đội ấn tượng mà chúng ta đã từng bắt gặp ở thế giới nhẫn giả, tam nhẫn huyền thoại có lẽ chính là tập hợp những nhẫn giả tài năng nhất. Sanin dịch ra nghĩa là bộ ba, dùng địa chỉ Jiraiya, Tsunade và Orochimaru. Họ đều là học trò của Hokage đệ tam. Danh hiệu Sanin có được là do cả ba đã sống sót sau trận đấu khốc liệt với Hanzo. Trên thực tế rằng, thì vào thời điểm ấy, sức mạnh của họ đã vượt qua toàn bộ những nhẫn giả cùng trang lứa. Không có gì lạ khi bộ ba ngay lập tức được nghĩ đến vào thời điểm mà làng lá cần có một vị trí Hokage mới. Nhưng có một số ninja đã đánh bại được các Sanin, và đó là những ai? Hãy cùng mình đi tìm hiểu nhé. Thứ 6, Hanzo đánh bại được cả ba tam nin. Hanzo là một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất trong lịch sử của bộ truyện Naruto. Hanzo đã được giới thiệu tới khán giả ở phân đoạn Jiraiya đi điều tra về Pain. Tại thời điểm đó, Hanzo được nhắc đến là một trong những shinobi mạnh nhất đã từng sống. Ông được mệnh danh là Kỳ Nhông do sở hữu nọc độc của loài quái vật nguy hiểm này. Ngay cả một giọt nọc độc cũng đủ để giết chết một con người chỉ trong vài giây. Trong suốt thời gian chiến tranh nhẫn giả lần thứ hai, ông đã giết chết rất nhiều shinobi ở Konoha. Hanzo đã từng một mình giao đấu với cả Jiraiya, Orochimaru và Tsunade và cả một trung đội của làng Konoha. Vị thủ lĩnh huyền thoại của làng mưa đã giành chiến thắng, dù nhiều fan cố giải thích rằng phe Konoha thua vì tam nin đã không phát huy hết được sức mạnh của mình. Lời giải thích này có vẻ nghe bao biện vì cả Jiraiya, Orochimaru và Tsunade đều ở vị trí hàng đầu trong cuộc đại chiến thế giới ninja. Thậm chí rằng Hanzo cũng chính là người đã đặt cái danh Sanin huyền thoại cho họ sau khi cuộc chiến kết thúc. Hanzo đã được chuyển sinh bởi Kabuto trong đại chiến thế giới ninja lần thứ tư. Tuy nhiên, sức mạnh của ông lúc đó đã giảm sút rất nhiều so với năm xưa. Thứ 5, Sarutobi Hiruzen gần như đánh bại được Orochimaru. Trong cuộc xâm lăng làng lá của Orochimaru, tuy đã lường trước rằng bản thân không thể địch lại người học trò cũ này, Hiruzen vẫn giữ vững sự tự tin và năng lực của mình, ngay cả khi phải cùng lúc đối đầu với Hokage đệ nhất và Hokage đệ nhị chuyển sinh, được chính hai người tiền nhiệm cảnh báo rằng họ không thể làm gì khác ngoài chiến đấu trực diện. Ông chỉ đơn giản đáp lại rằng cái hãy chuẩn bị tinh thần lãnh thất bại đi. Sau khi thành tâm gửi lời chào vĩnh biệt với hai người kia, ông chuyển hướng sang Orochimaru. Đệ tam tiết lộ bí mật của thuật phong ấn này rằng thi quỷ phong tận là một con dao hai lưỡi, nhất thiết phải hy sinh cả linh hồn của ông và linh hồn của các Hokage tiền nhiệm cho tử thần. Với ý định phong ấn luôn cả Orochimaru vào bụng tử thần, ông tước thanh Kusanagi khỏi tay hắn và cố gắng lấy linh hồn của hắn ra. Nhận ra rằng chính mình cũng đã bắt đầu nhìn thấy được tử thần, Orochimaru triệu hồi thanh Kusanagi và đâm Hiruzen từ sau lưng. Cho dù chịu tử thương, đệ tam vẫn tiếp tục tách lấy linh hồn Orochimaru, bởi ông cuối cùng cũng sẽ phải bỏ mạng mà thôi. Sau hơn một giờ đồng hồ giao tranh, Hiruzen đành phải thừa nhận rằng thân già sức yếu này không thể nào phong ấn toàn bộ linh hồn của Orochimaru. Nhận ra thực tế, đồng thời ước muốn chuộc lỗi lầm khi xưa để nghịch đồ chạy thoát, hãy còn đau đầu khôn nguôi, Hiruzen quyết định để tử thần phong ấn hai cánh tay của hắn lại, khiến hắn không thể dùng được thuật nữa. Một sự trừng phạt thích đáng cho kẻ luôn bị ám ảnh bởi sức mạnh như hắn. Orochimaru cất tiếng nguyên rủa ông vì hành động này. Ông chỉ gửi lời chào vĩnh biệt với hắn và gục ngã với hy vọng rằng cái sẽ gặp lại nhau ở thế giới bên kia. Thứ tư, Uchiha Itachi phong ấn Orochimaru. Uchiha Itachi là con trai trưởng của gia tộc Uchiha, một dòng tộc cộng cán ở làng lá. Anh có một tuổi thơ dữ dội, một thiên tài hiếm có. Itachi tốt nghiệp học viện ninja và khơi dậy tiềm năng Sharingan khi mới chỉ 7 tuổi, trở thành bậc thầy Sharingan ở tuổi lên 8, Chunin lúc 10 tuổi và là đội trưởng Anbu lúc 13 tuổi. Itachi là niềm hy vọng của cả gia tộc Uchiha lúc bấy giờ, khi họ đang sục sôi ý định muốn giành lại quyền kiểm soát làng lá. Trận quyết đấu với cậu em trai Sasuke đã diễn ra. Tại hầm mộ dòng họ gia tộc Uchiha, Itachi và Sasuke đã có một cuộc tỉ thí đúng nghĩa với những màn thể thuật, nhãn thuật khá cân tài cân sức. Đây là một trong những trận đấu hay nhất trong truyện. Khi trận đấu sắp ngang ngũ, Orochimaru chui ra khỏi người Sasuke dưới hình dáng rắn tám đầu. Itachi đã dùng thanh kiếm Totsuka đâm xuyên người hắn và phong ấn hắn trong ảo thuật của thanh kiếm. Sau đó, Itachi kiệt sức, anh tiến đến gần Sasuke và dùng ngón tay ấn nhẹ lên trán cậu. Thứ ba, Sasuke giết Orochimaru. Tốt nghiệp học viện ninja, Uchiha Sasuke tham gia vào đội 7 cùng với Uzumaki Naruto và Sakura do Kakashi làm người hướng dẫn. Trong thời gian này, đội 7 đã cùng nhau thực hiện một số nhiệm vụ và tình cảm đã trở nên thân thiết. Cũng trong giai đoạn này, Sasuke coi Naruto là một người bạn và cũng là đối thủ của mình. Sau lần gặp lại chấp nhoáng với Itachi và hắn hành ngập miệng, Sasuke nhận thấy mình quá yếu đuối và quyết tâm bỏ làng đi để tìm nguồn sức mạnh mới. Sasuke gia nhập cùng với băng đảng của Orochimaru và trong thời gian này, cậu học được khá nhiều thuật tà ma ngoại đạo. Sau 2 năm luyện tập, khi cảm thấy đã ngon lành, Uchiha Sasuke xử luôn Orochimaru và bắt đầu hành tẩu giang hồ. Thứ hai, Pain giết Jiraiya. Cái chết của Yahiko đã thay đổi suy nghĩ của Nagato về triết lý để đạt được hòa bình.
Nagato tạo ra các thể xác từ các xác chết mà thể thân mạnh nhất chính là từ xác của người bạn thân Yahiko. Các thể thân này tạo thành các đạo và cũng sở hữu Rinnegan. Cũng từ đây, tổ chức Akatsuki tuyển mộ thêm những ninja bị truy nã cấp S, tích cực lùng bắt các vĩ thú. Tuy nhiên, Nagato không hề biết rằng cậu đang trở thành một con rối cho Tobi. Cuộc chiến giữa Jiraiya và Pain là một trong những trận đấu khá hay của bộ truyện. Trong lần đi thám thính về thủ lĩnh của Akatsuki thì Jiraiya đã đột nhập vào làng mưa và đấu với một lúc 6 Pain. Khi nhận ra thủ lĩnh Pain chính là đệ tử của mình, Jiraiya biết lời tiên tri của cóc trùm đang dần dần linh nghiệm, một đứa trẻ hủy diệt thế giới và một đứa trẻ cứu thế giới. Dù Jiraiya đã hy sinh, nhưng ông cũng đã tìm ra được bí ẩn trong cơ chế hoạt động của Pain, nhờ đó đã góp phần không nhỏ giúp Naruto đánh bại Pain. Thứ nhất, Madara đánh bại Tsunade. Madara là một trong những shinobi tài giỏi nhất trong lịch sử, được công nhận là thành viên mạnh nhất của gia tộc Uchiha lúc sinh thời. Là một thiên tài ngay từ nhỏ, Madara đã giết chết vài thành viên của tộc Senju trước khi thức tỉnh được Sharingan, đều là những người lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm hơn cả mình. Madara bẩm sinh đã có chakra rất mạnh, mà theo Senju Tobirama và Cửu Vĩ miêu tả là cực kỳ đáng ghê tởm và độc ác. Một phần lý do là bởi Madara đã kế thừa chakra của Indra. Trữ lượng chakra khổng lồ cho phép ông ta chiến đấu liên tục suốt 24 giờ, không mệt mỏi và có thể triệu hồi ngoại đạo ma tượng từ lông của nó ở mặt trăng, ngay cả khi tuổi đã về già. Madara cũng rất giỏi điều khiển chakra, có thể thực hiện các thuật phức tạp chỉ bằng thủ ấn một tay. Ông ta còn có thể nhanh chóng hấp thụ và đồng hóa chakra tiên nhân với chakra của chính mình để đi vào trạng thái tiên nhân thông qua gương mặt của Hashirama trước ngực. Mặc dù trước đó chưa từng học qua thuật này, ông ta còn chia đều chakra cho 25 mộc phân thân của mình, mỗi phân thân đều có đủ khả năng đấu lại ngũ đại Kage. Chứng kiến Tsunade phối hợp với Raikage tấn công mình, ông ta thừa nhận rằng bà ta không hề yếu. Madara cũng có do dự khi nói có người mạnh hơn mình, như lúc ông ta bảo rằng chỉ có Hashirama mới chặn được ông ta trong cuộc chiến với Nam Kage. Song song đó, nhân vật này không ngần ngại khiển trách người khác khi họ hành động sốc nổi và ngu xuẩn, như khi ông ta chỉ trích Tsunade lúc bà lao vào tấn công mà không nghĩ tới các Kage khác sẽ bị thương như thế nào nếu bà bị giết, hay khi ông ta chê trách các Kage đã quá chú ý đến những bông hoa trong chiêu thức của ông ta mà không để ý xung quanh. Cảm ơn các bạn đã vừa xem hết video. Nhớ nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.